So, ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chơi gắt với một cái skin mới. Skin này gọi là cái skin gì, gọi là chó điên gì đó. Hồi đó các bạn có chơi chơi cái đồ mà gì bấm 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 cái gì à, farm luôn để lấy này cái game thùng á, đúng rồi. Chết nè, ok này luôn nha. Ồ vãi thằng nào, nó máu dữ ta, bắt combo luôn rồi. Không hiểu thằng nào nữa trời. Thôi về nha các bạn ơi, thằng máu ơi. Nhiều quá. Rồi thì món chuẩn bị đầu tiên mình lên là dây kiên cường nha. Món chuẩn bị thứ hai là lên chịu buồn nổ. Ở dưới không ai gánh chân ta, kìa ngã xuống kìa. Xuống dưới gánh luôn nha các cậu. Các cậu hay đứng đó chờ tôi. Chơi luôn nào. Dứt luôn. Bẫy luôn. Một em đúng tới một rồi, gác rồi, chính xác luôn rồi đó. Ê sợ ơi, bà cái đồ quỷ đó. Trò chơi mà, mấy cái trò chơi nữa mà. Ơ cái gì kìa, tôi thấy cái chuối nha. Rồi xong, mày về mày cực lạc đi. Tao đẩy sao mày chạy nổi, mày chỉ có lết thôi chứ không chạy được. Ê, mới thấy cái gì đó. Mới thấy cái gì đó, dưới đây. Ồ, tính cao hết mà không được. Gửi quá. Ok nha, về nha, anh Mão ơi. Muốn chuẩn bị thứ ba là lên dương miệng Hecate. Mình thường gọi là Hecate. Các bạn gọi gì, gọi mình gọi là Hecate. Ồ, lính chàng nhanh vãi. Hình như farm nhanh vãi chữa anh em ơi. Rồi sao ông nào, ông ăn hết tính tôi rồi. Rồi tôi thọt luôn rồi. Không hiểu luôn á. Kết luôn chứ sao giờ. Cà ớt ngay, không để các bạn ăn đâu. Trời, nãy giờ tôi quên bộ tôi nữa. Đồng chí của tôi. Đó. Naga rồi, không mất chủ đâu anh em ơi. AD nữa, HP luôn. Rồi anh em đông đủ quá. Ok, cái thằng này, ây da, bắn đau vậy? Bây giờ đau nha. Chỉ làm thấy ghê trời. Dạ, lỗi rồi. Hay quá. Bình tĩnh luôn, tới tốc biến mà nó không lên được, cay vãi. Đã ăn cả nhà. Thăm quái gần này luôn nha. Đường mình đi lên trên này. Lấy level 7 luôn nha anh em ơi. Chơi được luôn nè, ở đây luôn nè. À thằng ngầu mới thằng gừng. Thằng gừng mình. Lên cam. Ông ơi, quánh kìa Nam ơi. Nè ông tới tôi biết nè.
quá. Ồ, pha bị fail anh em ơi. Chết mẹ tôi rồi. Ủa sống không kìa. Má Liên Quân sống dai thành điện thoại. Trời ơi, ông Nam chết hai mạng rồi. Khi hai best guard trong một trận đấu, không biết ai nhường ai, ổng nhường tôi hoài luôn. Trò chơi mà cho tôi gánh cho. Ông cứ đi chơi thoải mái đi anh Nam ơi. Nam là ai thì Nam là TikTok là bé là gát nha anh em ơi. Cho anh em nào không biết nha. Đào 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 đào. Quá dữ rồi, quá đau rồi, quá đau rồi. Bắn gì thấy ghê gì không biết. Đường nó bắn đau quá anh em ơi. Rồi rồi rồi, xong rồi xong rồi. Có làm được gì không Nam? Có làm được gì không Nam ơi? Ôi Nam ơi. Buồn tiếng sẵn Nam. Nam, chờ Nam ơi. Nhìn Nam như chém chuối vậy. Đứng này làm gì? Trời, nên làm thấy ghê vậy. Mới 6 phút mà làm thấy ghê à. Dễ gì chửi chúng tôi. Đó giờ biết mà, dễ gì chống được. Tôi đoán hết trơn. Đây 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 đây, 2D nè, 2D nè. Chết nè. Đó. Ủa là trời, đá nó phải chửi ngay, không phải là tạch 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 đâu. Gần na, gần na gồng nha. Rồi xong rồi. Ôi tặc trời, sao lại quăng đá hụt thế. Cay vãi. Nó không chết luôn kìa. Sao pha đó mình bị fail ta. Ghê na, hay na hay. Ok ok. Na xanh dữ ta. Xanh hơn tôi, sao tôi có clip đây. Na ơi, nhường tôi MVP na ơi. Cứa na này cũng muốn ghê quá. Hôm nay mình đối đầu với anh Diêu nha. Chắc tướng Diêu là đi gần, còn đi mít thì nó không lại tôi là chắc rồi. À, đứng đây mình cướp bùi xanh được luôn nha anh em ơi. Coi tôi nè. Một mẹ em kẹp rồi, nó dữ thiệt chứ. Thì cái chó nữa, ghét trời. Làm gì nhau, làm gì nhau, làm gì nhau, làm gì được nhau. Tôi thấy thằng Violet ở đây nè. Rồi xong rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, tan đời, tan đời. Mất tiêu. Ok nha Nam nha, làm việc rồi đó. Đợi gì nữa không? Trời ơi. Ông cứ tận hưởng tuổi già đi với tôi cho. Game này với tôi mấy đứa trẻ gánh được rồi. Ông già ông nghỉ ngơi đi. Diêu này nha. Video kể nó đi. Diêu thôi. Ông anh được bỏ đi anh em ơi. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Chú đây farm nhẹ đầm lính luôn nè. Tôi nghĩ có thằng lên á, về như năm nay. Đỏ thì chưa. Tôi nghĩ là có đó mà. Đứng đây nha, không chừng thằng AD nó đi ngang đi nè. Đó, 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 đó. Rồi, 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 đi lẻ nè, đi lẻ nè rồi. Xong rồi. Thấy chưa, nói rồi nghe. AD tiên bản đi lẻ miết. Bị bắt hoài à. Biết là không chán nữa gì á. Đá nè.
mút này hết tóc biến rồi, không thông vô rồi. Ôi tập biến mấy kiểu này win không ai. Lên lên em ơi, sống lên. Hôm nay dễ gì tôi cho nó về được. Dễ gì nó về được. Con tây học nè, đâu chọn tôi nhấn chúng cả. Ê thằng Lumbua này đâu vậy? Đã một cái nè, nửa cái máu thấy chưa, thấy chưa? Thấy chưa? Nè hất tung nè, hất tung nè, đá cái nữa nè. Thấy chưa? Vĩnh trưởng liền. Nè nè nè. Ô. Má mù mắt. Chỗ đấy, chỗ đấy. Ôi gà gà gà. Dạ em ơi, lui cái. Chết mẹ. Tôi hết mana rồi. Được. Mày ra đây làm gì? Mày ra đây làm gì? Gì Nam? Trời Nam không làm được việc gì chứ. Dài. Dạ rồi. Quy luôn nha. Rồi ok nha. Trời quy dễ quá ta. Còn bây giờ thì mình hết rồi, hết video rồi. Thì chào tạm biệt các bạn nha.